cháu thấy đỡ nhiều hơn chưa? Cháu đỡ hơn nhiều rồi. Thế cháu dậy đi thử xem nào. Vâng cô. Đi lại còn phải đau nhiều không cháu? Đi bình thường rồi ạ. Thế sắp khỏi rồi. Cô thay quần áo cho cháu nhé. Vâng. Thì cô đi tìm quần áo cho cháu nhé.
Thì cháu ở nhà nhé, cô đi làm nhé. Con cháu thấy đỡ nhiều hơn chưa? Con cháu đỡ nhiều rồi. Thế để cô xem chân nào. Con cháu thấy đỡ nhiều hơn chưa? Con cháu đỡ nhiều rồi. Thì cháu ở nhà nhé, cô đi làm nhé. Vâng, cô đi làm đi. Thank you.